Vâng, xin được chào mừng quý vị và bạn cùng quay trở lại với chuyên mục phỏng vấn chuyên đề của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên. Thưa quý vị và bạn, trong thời gian qua thì trên địa bàn tỉnh Điện Biên thì tại một số địa phương, một số huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên thì thời điểm nửa đêm về sáng thì thường thời tiết thì nhiệt độ ngoài trời xuống thấp. Hình thái thời tiết này thì có ảnh hưởng và tác động ra sao đến cái hoạt động chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh? Thì vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục phỏng vấn chuyên đề ngày hôm nay. Và trước tiên thì xin được cảm ơn ông Đỗ Thái Mỹ, chi cục trưởng chi cục thú y tỉnh Điện Biên đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa ông, trở lại với cuộc trao đổi của chúng ta, ông có thể cho biết về mặt tổng thể thì cái sự tác động của hình thái thời tiết rét đậm rét hại trong mấy năm 2021-2022 trong liên vụ đông xuân này thì đã có sự ảnh hưởng như thế nào đến với hoạt động chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh? Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, chúng ta đã từng chứng kiến những cái đợt rét đậm rét hại của năm 2011, 12, 15, 16 hoặc cả gần nhất là năm 2021. Thì chúng ta thấy là cái thiệt hại do cái rét đậm rét hại đối với đàn vật nuôi là tương đối lớn. Và với cái số liệu chúng tôi nắm được là năm 2021, cái vụ đông xuân năm 21-22 thì là cái toàn tỉnh đã có tới 570 con trâu bò chết rét. Một cái giá trị tiền cũng khá lớn đối với cái sản xuất chăn nuôi của bà con nông dân. Vâng, trên thực tế thì địa bàn tỉnh Điện Biên chúng ta trong những năm qua thì có những hình thái thời tiết cực đoan nào có thể xuất hiện trong cái liên vụ đông xuân hàng năm? Là cái thời điểm trước, trong và sau cái Tết Nguyên đán của mỗi một năm ấy thì là cái yếu tố thời tiết nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sản xuất chăn nuôi, đặc biệt là vấn đề rét đậm, rét hại. Khi mà cái nhiệt độ ngoài trời nó xuống dưới 15 hoặc 12 độ, đấy là cái ngưỡng rất nguy hiểm đối với sức khỏe của đàn vật nuôi. Và một cái đặc biệt nữa là với những năm mà rét đậm rét hại có cái băng giá, băng tuyết thì là cái tác động nó càng mạnh mẽ hơn. Vâng, với những hình thái thời tiết cực đoan như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất chăn nuôi nói chung và ảnh hưởng đến người nông dân, các hộ gia đình chăn nuôi nói riêng? Vâng, chúng ta biết rằng là cái cơ thể của vật nuôi cũng như con người như thế thôi, nó cũng đòi hỏi cần một cái những ngưỡng nhiệt độ sinh trưởng phát triển một cách ổn định. Khi mà nhiệt độ có cái sự thay đổi bất thường, tức là cái biên độ nó dao động nó quá lớn, ví dụ nhiệt độ ngày đêm như thời gian vừa qua, tức là nhiệt độ ban đêm trong mấy tuần gần đây chúng ta thấy là cái nhiệt độ xuống đến thậm chí có những cái vùng cao vùng sâu có thể xuống dưới 20 độ, nhưng ban ngày có thể lên đến 30 độ. Như vậy cái chênh lệch nhiệt độ nó trên 10 độ trở lên là cái ảnh hưởng rất lớn đến cái việc sinh trưởng phát triển nói chung của cái đàn vật nuôi. Vâng, thưa ông, trên thực tế thì địa bàn tỉnh Điện Biên thì những cái địa phương nào thì thường xuất hiện những hình thái thời tiết cực đoan và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất chăn nuôi như vậy? Chúng ta thấy rằng là đối với địa bàn tỉnh Điện Biên thì những cái huyện vùng cao, ví dụ như là Mường Nhé, rồi Nậm Pồ, rồi là Tổ Chùa, Điện Biên Đông, nói chung là các cái khu vực mà có cái độ cao lớn thì nói chung là cái tác động của cái điều kiện thời tiết nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đàn vật nuôi lớn hơn. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, thưa quý vị bạn, trước khi đến với cuộc trao đổi tiếp theo giữa Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên với ông Đỗ Thái Mỹ thì xin mời ông Đỗ Thái Mỹ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với một phóng sự ngắn ạ. Ở xã Tỏa Tình vào mùa đông thường xảy ra rét đậm rét hại. Có những năm xảy ra rét đậm rét hại kéo dài, nhiều hộ trong xã đã có gia súc bị chết rét. Gia đình anh Giàng A Dơ ở bản Chế Á, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo nuôi 5 con bò. Để phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, gia đình anh đã có phương án cụ thể. Gia đình tôi thì cũng trồng cỏ để chuẩn bị cho mùa đông này, cũng chuẩn bị rơm đầy đủ. Đấy, cũng gom rơm về để tập kết ở đây để mà mùa đông này thì sẽ nhốt trâu bò lại để gia đình chăm và cho ăn ở tại nhà thôi. Tại địa bàn các huyện vùng cao của tỉnh như Điện Biên Đông, Tùa Chùa hay Nậm Pồ, khí hậu vào mùa đông hàng năm thường rất khắc nghiệt. Tiết trời nửa đêm về sáng nhiệt độ giảm sâu, có nơi xảy ra rét đậm, rét hại. Nên các hộ chăn nuôi tại các địa bàn kể trên đã có ý thức trong việc bảo vệ đàn vật nuôi. Thì gia đình chúng tôi là chuẩn bị cái vạt này, băng nó ướm này, xong này chuẩn bị cái rơm khô này, ngô sắn, các thứ nó trộn vào nước muối cho nó ăn thường xuyên. Theo số liệu thống kê,
niên vụ đông xuân 2021-2022, do ảnh hưởng của rét đậm rét hại, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có gần 600 con gia súc bị chết rét, trong đó chủ yếu là trâu bò. Đây là thiệt hại lớn về kinh tế đối với nhiều hộ chăn nuôi. Xin trở lại với cuộc trao đổi của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa ông Đỗ Thanh Mỹ, mặc dù đã triển khai rất là tích cực, đồng bộ nhiều cái giải pháp cụ thể, tuy nhiên thì trong cái niên vụ đông xuân những năm trước đây thì vẫn xảy ra cái tình trạng gia súc gia cầm bị chết do ảnh hưởng của thời tiết. Vậy thưa ông thì đâu là nguyên nhân chính ạ? Chúng ta thấy rằng là cái nguyên nhân chính mà để xảy ra cái gia súc vẫn chết rét trong những năm vừa qua chính là chúng ta thấy là cái công tác tổ chức triển khai chỉ đạo công tác phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh ở chỗ nơi này nơi khác vẫn còn những cái nơi mà chưa được chủ động. Tỷ lệ gia súc mà chăn thả tự do hay còn gọi là thả rông ấy, bây giờ là vẫn còn khá lớn đối với đặc biệt những cái khu vực vùng sâu vùng xa và vùng cao. Mà cái tác động này nó sẽ đến mạnh hơn đối với những cái hộ chăn nuôi yếu thế, tức là hộ nghèo, hộ không có điều kiện kinh tế. Thì vẫn còn cái tình trạng là thả rông gia súc, và khi mà thời tiết cực đoan mà có thể diễn biến bất thường như vậy thì tình trạng chết đói, chết rét đối với đàn vật nuôi thì chắc chắn là sẽ xảy ra. Vậy thì đối với những địa phương này thì theo ông những cái giải pháp cụ thể nào thì cần phải được thực hiện quyết liệt hơn? Tổ chức cái phòng chống đói rét dịch bệnh này đòi hỏi phải làm liên tục, thường xuyên và huy động sự vào cuộc của tất cả các chính quyền, từ cấp ủy, chính quyền địa phương cho đến hộ chăn nuôi, phải làm đồng bộ và làm liên tục. Cái các biện pháp cơ bản nhất thì chúng tôi tổng kết được cơ bản nhất là thứ nhất là phải ưu tiên cho công việc tuyên truyền để cho người hộ chăn nuôi thấy được cái mối nguy cơ của vấn đề thiệt hại do cái rét đậm rét hại cũng như là thời tiết bất lợi đối với sản xuất chăn nuôi, phải cập nhật được cái diễn biến thời tiết để từ đó chủ động các cái phương án phòng chống một cách hiệu quả. Cái biện pháp tiếp theo đó là cái sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương đối với cái hoạt động chăn nuôi. Cái tiếp theo nữa là làm thế nào đó để chúng ta chủ động hoàn toàn trong tất cả các khâu, giảm nhằm mục tiêu là giảm thiểu cái thiệt hại đối với đàn vật nuôi khi mà diễn biến thời tiết bất lợi. Đó là cái khâu chuẩn bị, chủ động các cái điều kiện như là chuồng trại, rồi là thức ăn, rồi là các loại vật tư liên quan đến cái vấn đề phòng chống đói rét là phải chủ động từ sớm. Vâng, rõ ràng là khi mà chúng ta triển khai đồng bộ hiệu quả những cái giải pháp đó thì cái việc phòng chống đói rét cho đàn gia súc trên địa bàn này sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì trong cái quá trình triển khai thực hiện thì có những khó khăn nào nảy sinh không thưa ông? Các cái hộ chăn nuôi có cái điều kiện kinh tế là khó khăn, ví dụ như hộ nghèo, hộ cận nghèo chẳng hạn. Đấy. Những hộ càng ít gia súc thì người ta cái quan tâm của người ta đối với cái đàn vật nuôi nó sẽ không chú đáo như những người mà chăn nuôi mang tính hàng hóa. Chính vì thế cho nên là để giải quyết được tận gốc của vấn đề này thì cần phải quan tâm đặc biệt đến đối với những cái đối tượng mà chăn nuôi nhỏ lẻ, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, rồi các cái khu vực vùng sâu vùng xa. Những cái khu này là khu mà khi mà gặp điều kiện bất lợi thời tiết là sẽ bị tác động đầu tiên, và thực tế nhiều năm chứng kiến điều ấy, là càng hộ nghèo thì sẽ không có điều kiện để sắm sửa đồ dùng để che chắn chuồng trại, tất cả mọi thứ đều sơ sài, cho nên là cái thiệt hại sẽ lớn. Và một cái nữa là cái nhận thức của người dân, người chăn nuôi, tức là cái phụ thuộc vào cái chăn nuôi tự nhiên quá lớn ở những cái khu vực vùng sâu vùng xa thì sẽ chịu tác động mạnh của thời tiết. Chính vì thế cho nên cái khâu chỉ đạo và vận động tuyên truyền ở cấp cơ sở là rất quan trọng. Không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, ngay từ trung tuần tháng 11, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Trà đã tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện, tích cực tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi tuyệt đối không được thả rông gia súc trong những ngày giá rét mà phải nuôi nhốt, đồng thời thực hiện đồng bộ các biện pháp cụ thể để bảo vệ đàn vật nuôi. Trung tâm cũng đã tăng cường cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn cho người dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét như là dự trữ các cái rơm, trồng các loại cây cỏ. Bên cạnh đó thì hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp như là mình quanh bạt, mang trâu bò từ chuồng nuôi từ trên nương về, không để tình trạng xảy ra chết rét. Tại tỉnh Điện Biên, thời tiết rét đậm rét hại kéo dài có tác động không nhỏ đến hoạt động chăn nuôi. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra,
các hộ chăn nuôi đều thực hiện theo phương châm phòng là chính. Mùa đông thì gia đình cũng chủ động và mua bạc cho bò, không thả rông, tích trữ rơm, thu mua những cây ngô non này và sát để cho tích lũy thức ăn cho mùa đông cho bò. Công tác phòng chống đói rét, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi vào mùa đông là việc làm không mới. Tuy nhiên, việc làm này cần phải được chính các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc, đồng bộ bằng nhiều giải pháp cụ thể thì mới đạt được hiệu quả như mong muốn. Đối với hộ chăn nuôi thì thời điểm này, ngay tại thời điểm này thì người ta cần phải làm gì? Mặc dù đến thời điểm này thì cái thời tiết nó vẫn còn đang diễn biến tương đối thuận lợi, chưa có cái biểu hiện của rét. Nhưng mà đối với diễn biến cực đoan chúng ta không thể lường trước được. Chính vì thế cho nên là thời điểm này bà con tập trung vào cái việc là rà soát lại, xem là cái cơ sở vật chất, chuồng trại của gia đình chăn nuôi như thế nào. Đấy. Ví dụ như là có chuồng đầy đủ chưa? Đấy, hoặc là chuồng đã được che chắn chưa, có vật tư sẵn sàng để che chắn khi mà gặp thời tiết bất lợi chưa, và đặc biệt là nguồn thức ăn dự trữ thế nào. Thế còn đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì chính quyền địa phương phải vào cuộc tích cực làm thế nào để rà soát, kiểm tra, đôn đốc cái công tác phòng chống đói rét này một cách cụ thể đến từng hộ chăn nuôi, chứ không phải làm hời hợt. Vâng, thông thường ngoài cái việc phòng chống đói rét cho đàn gia súc để đảm bảo cái đàn vật nuôi sinh trưởng và phát triển ổn định, duy trì được cái số lượng, thì cái việc mà phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc rất là quan trọng. Vậy thì đối với lại chi cục thú y tỉnh Điện Biên thì đã có sự chủ động nào đối với hoạt động này? Chúng tôi đánh giá là năm 2022 thì là cái dịch bệnh trên đàn vật nuôi của tỉnh là được kiểm soát tốt hơn 2021. Nó được cụ thể là cái dịch tả lợn châu Phi thì giảm thiểu đến 70% cái thiệt hại. Nếu không phải là dịch tả lợn châu Phi thì có thể là coi cái thiệt hại của dịch bệnh nó cũng không đáng kể, vì chỉ có 80 tấn, trong khi đó là năm 80 tấn tiêu hủy, lợn tiêu hủy, trong khi đó năm 2021 là khoảng 200 tấn. Với cái tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 4 phần nghìn gì đấy, số lượng đàn gia súc đàn lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi thì cũng không phải là lớn. Tuy nhiên là đây là cái dịch bệnh nó bệnh mới. Thế còn đối với các dịch bệnh khác như là viêm da nổi cục hay là mồm long móng, các bệnh khác ở trên châu bò là được kiểm soát tốt, chỉ có một vài chục ca là không đáng kể, coi như chúng ta cũng không có dịch. Vậy thì với vai trò cơ quan tham mưu thì chi cục thú y tỉnh Điện Biên có khuyến cáo cụ thể nào đối với lại các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên? Đối với hộ chăn nuôi thì cần tập trung vào mấy cái việc. Thứ nhất là rà soát lại, chuẩn bị chủ động các cái điều kiện để sẵn sàng ứng phó với lại cái rét đậm rét hại cũng như là tác động bất lợi của thời tiết. Thứ nhất là chuẩn bị cái vật tư để che chắn chuồng trại, rồi là khơi thông cống rãnh, vệ sinh, tiêu độc khử trùng để chăm sóc tốt đàn vật nuôi để nó nâng cao sức đề kháng. Vì nguyên lý tự nhiên là con vật khỏe mạnh thì nó sẽ chống đỡ được với rét đậm rét hại và kể cả những cái tác động bất lợi. Và đặc biệt đối với châu bò thì trong cái lúc mùa đông ấy thì khuyến cáo là ngoài cái bổ sung thức ăn tinh, thức ăn thô xanh đầy đủ thì cần khi những thời tiết rét đậm rét hại thì cần thiết là phải cho châu bò uống nước ấm, pha muối, theo dõi thường xuyên sức khỏe. Khi mà sức khỏe của đàn vật nuôi khi mà có vấn đề bất lợi thì sẽ báo cáo với lại cơ quan thú y xã và chính quyền địa phương để tổ chức can thiệp. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị và bạn, qua chia sẻ của ông Đỗ Thế Mỹ thì có thể cho thấy rằng bên cạnh cái sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương, của các lực lượng chức năng trên địa bàn toàn tỉnh thì vai trò của người dân trong cái việc phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, phòng chống đói rét trong đàn vật nuôi trong niên vụ đông xuân 2022-2023 là rất là quan trọng. Có như vậy thì mới sẵn sàng ứng phó với những hình thái thời tiết cực đoan và giảm thiểu được những thiệt hại trên đoàn vật nuôi trong niên vụ đông xuân 2022-2023 sắp tới. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Đỗ Thanh Mỹ đã tham gia cuộc trao đổi chúng tôi ngày hôm nay. Và chuyên mục phỏng vấn chuyên đề của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị bạn trong các chuyên mục tiếp theo.